Okay, chào tất cả anh chị các bạn, chào mừng tất cả anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lo Kéo Tì Show. Thì rất là vui khi hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở video này. Chúc tất cả anh chị các bạn dồi dào sức khỏe, luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Okay, hôm nay chúng ta sẽ so sánh giữa ba dòng lo, nói chung là bốn tắc đôi. Hôm nay là Lo Kéo Tì Show về ngập nhà, nói chung là lo hôm nay về ngập nhà, tối nay là xác định là ngủ trên lo đó. Hiện tại là mình chỉ so sánh cho anh chị các bạn là ba mẫu mới đây thôi, mình mới vừa về. Đây là phiên bản nâng cấp 2019 2151 Pro bản mặt màu trắng đó. Hiện tại là mình chưa đăng trên YouTube lần nào luôn, đây là lần đầu tiên. Phía trước có video mình đã review về con loa này rồi, mọi người cứ muốn xem chi tiết cứ bấm phần mô tả nha đó. Và con này là Z2153 của thương hiệu Ruby, và con này là của thương hiệu Tissot. Nói chung là con này là đang giá thì mình mọi người bấm phần mô tả bên dưới luôn nha. Con này cũng giá bấm phần mô tả bên dưới nha, tầm khoảng trên dưới 10 triệu đó, tầm đó. Còn con này là 215 GT 215 new 2019 đó, mới vừa nâng cấp làm cho nhạc nó hay và mic nó hay hơn đó. Ok, hai mic của con GT 215 new 2019 bắt đôi. Con này là chiều cao 1m2, người đợi một xíu nha, mình mới vừa gặp hộp đây. Chiều cao của nó là 1m270 GT 215 new 1m270, và con này 1m288 cm đó. Là con mọi người nhớ cái tên và bấm phần mô tả bên dưới nha. Con này là Ruby 2Z2153 và con này 2151 Pro đó. Chiều cao là 1m260 đó, 1m260, 1m288, 1m270. Ok, bây giờ mình sẽ so sánh test nhạc và test mic nha. Nói chung là video này chỉ so sánh cho anh chị các bạn nhạc và mic thôi, còn mọi người muốn xem chi tiết của từng con cứ bấm phần mô tả bên dưới nha. Phần mô tả bên dưới là có đầy đủ đó cho mọi người xem lo nay về đó, ngập nhà hết, xác định là hết chỗ ngủ. Đó, có con mẫu mới về nữa nha mọi người, Z215A nữa nè, cái game đứt mẫu này cũng mới nè đó. Quên tên mất tiêu rồi, mới về đó. Nói chung là đang đóng một số hàng để gửi đi khu điện, gửi đi tỉnh đó. Mời mọi người vào trong cửa hàng nha. Ok rồi, chúng ta sẽ so sánh ba dòng này. Thì ta sẽ test 2151. Mọi người cùng tổ chức. Mọi người vui lòng đợi xíu nha. Ok, 2151, 2 mic rung. Mình sẽ để mic xuống dưới để sợ nó đánh rớt mic, nó đánh rung lên cái loa. Những con này là công suất khủng, mọi người lưu ý nha, công suất khủng. Bên ngoài thị trường hay nói là mấy con này là tầm khoảng 1000 đến 1200 W đó, mọi người cứ nghĩ sao thì nghĩ, nói chung là thị trường hay nói vậy. Quá lớn nên mình để tối đa 50%, nói chung là mở lớn quá sẽ nghe ù tai đó. Thì mình đang ở trong nhà. Sao em không biết, nhưng
chung ba con lo cho nó dễ. Trước nè, cái đây là cái thương hiệu là cái tiso, cái logo thương hiệu nè. Bây giờ mình sẽ đánh mở tầm khoảng 40 thử coi nó có rung hay không nha. Nói chung là ba con lo này là đầy đủ chức năng nhất của lo kéo hiện tại. Đó. Gần như là đầy đủ chức năng nhất của lo kéo hiện tại nha các bạn, gần như đủ. Người tình ơi ơi. Test mấy bài bass đó, nó mới mạnh. Ok, chúng ta sẽ lấy cái bài này bass mạnh nè. Cái cửa chúng ta đang rung rinh luôn mọi người. Mọi người thấy cái tờ giấy nè, cái thương hiệu nó sẽ rung nè. Lên chúng ta sẽ lên 50 nha. Cái sức mạnh nó đánh rung rinh hết mọi thứ luôn các bạn. Nói chung là có cảm giác đứng kế bên mà tót hết mồ hôi. Đó. Nó đánh rất là ghê rợn. Cái tiếng bass nó rất là mạnh. Nói chung là không hề rè nha mọi người. Mình nghe ở ngoài là không hề rè. Có thể là mọi người nghe qua camera nhiều khi âm thanh nó không được hay như mong đợi. Với lại cái những cái lo này công suất nó lớn quá, nó sẽ đánh bể cái tiếng micro của cái camera. Đó nên mọi người nghe âm thanh nó sẽ không quá hay. Mọi người nhớ đeo tai nghe vào dễ cảm nhận. Chúng ta sẽ qua con lo bên đây đi. Đây, hai mic quá đẹp.
Con này là 2151 Pro 2019. Mọi người nhớ bấm phần mô tả bên dưới xem cái clip chi tiết. Đây. Chắc là sợ test mic là không có thời gian test mic cho mọi người luôn rồi. Đây, clip nó quá dài thì mình quay tầm khoảng mười mấy phút thôi. Con này mình kéo vào bên nha. Là đầy đủ chức năng của loa kéo thông thường. Nói chung tivi máy tính laptop quá lớn anh chị ơi, nói chung mình mở mà mình bị hết hồn luôn á, giật mình. Mình để âm lượng 50. Mình sẽ mở thử bài khác nha. Ok, cái bài khi nãy nha mọi người. Để tìm cái bài hồi nãy. Bài nãy mất tiêu. Ok, nhạc trữ tình hải ngoại nè. Lúc nãy mình có mở một đoạn bass chép 60 bằng con loa kia luôn. Âm lượng 30 nha. Và bây giờ mình sẽ gắn cái logo bên đây qua bên đây, thử coi nó có rung hay không nha. Con này đánh cũng rất là mạnh. Nói chung mọi người thấy con nào hay hơn cứ comment bên dưới nha. Con này là con quên mất tiêu tên. Sorry mọi người. Ruby 2153. Bấm phần mô tả bên dưới với mình nha, bấm phần mô tả bên dưới. Kế tiếp là con GT 215 New 2019, hai mic con này nhìn nổi quá ha. Đó, còn hai mic con bên đây là đuôi nó nhọn nè. Cũng xét được tần số, ba con xét được tần số hết. Còn hai mic con này nhìn nó cũng sang quá nè. Đó. 2151 nha mọi người. Chắc là không có thời gian test mic cho mọi người rồi. Mọi người bấm phần mô tả bên dưới để chi tiết nha. Mọi người nhớ bấm phần mô tả bên dưới. Không biết con này còn pin không nữa. Ok. Nó bảng điều khiển nó nằm ở trên. Mình dễ chỉnh hơn. Lại đứng ở phía sau. Có một người đứng chỉnh phía sau và một người ca sĩ mình có thể hát đứng bên cái bên được. Bản điều khiển nằm ở trên. Cũng có kéo phía sau. Còn nói chung ba con nào cũng có cái kéo phía sau hết nha mọi người. Đâu vậy là
Nói chung về cái bề dày á, con này là dày nhất nè, nó quá dày luôn, bự chà bá luôn, gần 3 gan của người ta. Nhớ đeo tai nghe. Tắt chép 60, âm lượng để 30 mình sẽ để lên vừa phải thôi nha. Nói chung là rung đến hết mọi thứ luôn anh chị các bạn ơi. Test ba con lo này là test mồ hôi, tóc mồ hôi hết.